Hãy cho tôi một ngăn nhỏ trong hàng chiều ngăn trái tim em. Hãy cho tôi tình yêu nhỏ. Tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em. 1000 người yêu em trong đó có tôi. Còn 10 người yêu em trong đó còn tôi. Còn 2 người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại. Hay quá, hay quá, hay quá. Rồi, đàn trai. Em chào anh ạ. Rồi bây giờ mình nói về bản thân mình chút xíu đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào toàn thể khán giả trường quay và anh trai bên kia. Em tên là Yến Nhi, năm nay em 27 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Em đang công tác trong ngành công an. Ồ, em là nữ công an đúng không? Nhưng mà em làm ở bộ phận nào? Dạ, em làm bộ phận văn phòng, chủ yếu làm việc giấy tờ. Rồi, bạn ơi, bạn bên kia bạn có nghe dạ. Bên đây giới thiệu chưa? Dạ nghe rồi ạ. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Linh Sang. Năm nay em 35 tuổi. Em là kỹ sư điện. Hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới thì em cũng về Biên Hòa làm. Vậy là chúng ta có cái thuận lợi đầu tiên rồi đó. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm coi. Dạ, ưu điểm của em là rất là yêu thích con nít và có kinh nghiệm chăm cháu. Mà em có cái tật là em dễ quên lắm. Ví dụ như giận xong cái để em một mình khoảng 5-10 phút là em quên luôn, em mới giận. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì hòa đồng. Nhìn chung là biết chia sẻ mọi người. Có cái tật xấu gì không? Ngủ hay xoay người với lại ngáy thê to. Còn bên đàn gái? Em có cái khuyết điểm là ví dụ như mà đi chung xe với bạn á là em không bao giờ cầm lái hết chị. Tại vì em nghĩ cho sự an toàn của cả hai thôi chị. Em tự giác ngồi sau á chị. Đó là khuyết điểm đúng không? Dạ. Yên tâm, bên đây là ưu điểm là cầm lái đó. Đúng không em trai? Dạ em lái giỏi lắm. Bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ đường tình duyên của em là gọi là mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. Dạ, có quen, có tìm hiểu nhưng mà không hợp thì mình nhắn tin sơ sơ thôi. Mà thật ra em thì em cũng nhắn tin ít nữa. Cái người ta nhắn tin thấy ít quá, người ta nghĩ là mình có người yêu rồi. Nhưng mà không phải, em nhắn tin ít vậy. Em không thích nhắn tin? Dạ, kiểu như là xài điện thoại mình sẽ bị phân tâm, mình không có tập trung làm việc được. Thì một ngày em chỉ kiểm tra điện thoại tin nhắn khoảng 3-4 lần thôi. Dạ, nói chung là em nhắn tin ít lắm. Em thích gặp trực tiếp luôn đúng dạ, không? Gặp trực tiếp thì vừa là mình hiểu người ta muốn nói gì, mình vừa nhìn được ngôn ngữ cơ thể rồi mình nghe ngữ điệu người ta, mình sẽ hiểu người ta hơn. Rồi, còn bạn bên kia bạn ơi, dạ. Bạn có mấy mối tình rồi? Em hả? 3 mối tình rồi chị. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ 6 năm ạ. Trời ơi. Vừa là mới vừa kết thúc cách đây khoảng 2 năm rưỡi. Rồi 3 mối, mối dài nhất là 6 năm. Dạ vâng. Mối kế tiếp là mấy năm? 2 năm. 2 năm rồi mối kế tiếp nữa? 4 tháng. Tổng số cái năm mà bạn dành cho tình yêu là bao nhiêu năm? Là 8 năm 4 tháng. Dạ, khoảng đó. Dành cả tuổi thanh xuân để yêu mà chưa dạ. Có được cái gì hết. Bây giờ là bạn đã đầy đủ hành trang để bạn bước vào cái tình yêu cuối cùng này chưa? Hành trang thì mang theo thì em nghĩ là cái khả năng của em là làm việc. Hiện tại em mới vừa mở một doanh nghiệp nhỏ ở Biên Hòa. Mở doanh nghiệp là tốt rồi đó. Dạ. Tức là có một cái chí hướng là tốt rồi. Dạ vâng. Hy vọng rằng chúng ta có cái người cùng chung với mình để gọi dạ. Là phát triển doanh nghiệp lên thì được vậy quá tốt. Quá tốt. Nhưng mà cái hình mẫu lý tưởng của em á là em muốn người bạn trai của mình như thế nào? Dạ mẫu đàn ông của em là anh ấy không cần phải quá trau chuốt về ngoại hình đâu. Không quá trau chuốt về ngoại hình. Dạ. Anh Quyền Linh có cái đó. Anh Quyền Linh là mẫu lý tưởng của em á chị. Hả? Ông vậy là mẫu lý tưởng luôn. Ông cho một câu rất chi là công bằng, đó là cái người kế bên ông là có giống ông không? Cũng tròn tròn giống rồi nha. Dạ. Tóc cũng giống rồi nha. Dạ. Ủa? Trời ơi, dạ. Ủa? Mặt dài cũng giống. Dạ. Cũng hay mặc quần jean đúng không? Dạ em thì quần jean với lại áo thun là thường xuyên. Có ai nói em giống anh không? Dạ cũng có ạ. Rồi rồi, vậy là đúng rồi, rồi xong. Xong. Được rồi đó. Anh ơi, chào em gái. Xinh đẹp, dễ thương ha. Ý, Quyền Linh đỏ mặt kìa. Nói tóm lại là cảm ơn em đã lấy cái mẫu hình tượng của anh. Nhưng mà anh bùi đời nó hơi... Anh là... gọi là sông sên á. Người không ta thích như vậy mà. Ít chăm sóc cho riêng mình. Người đó. Ta thích như vậy. Bên đàn gái nó là không thích những người đàn ông trâu chút về ngoại hình. À, vậy yeah. Anh thì được cái là hay chăm sóc người khác nhiều hơn chăm sóc mình. Dạ, quá lý tưởng luôn anh. Quá lý tưởng ha. Dạ. Để anh hỏi coi, dạ. Em có hay chăm sóc người khác
hơn mình không? À, có cái đó là có. Dạ. Yeah. Yeah. Ta coi cái bên đây coi. Chào chị ạ. Chào em. Dạ. Yeah. Em ơi, thế cái mẫu hình lý tưởng của em là ai? À, em thì thực ra là cũng dễ, thì nếu mà có mẫu hình lý tưởng để nghĩ tới thì em nghĩ đến là Đông Nhi, vì em thích cá tính của cô ấy. Em Yến Nhi anh. Không có Đông Nhi thì có Yến Nhi. Nhưng mà dáng dấp cũng giống rồi nha. Em không thích cái điều gì ở bạn gái? Nghĩ về bản thân mình nhiều quá. Em có nghĩ đến bản thân mình nhiều không? Dạ thì phải biết người biết ta chị. Còn em không thích điều gì ở cái người bạn trai? Dạ em không thích người đàn ông sống hời hợt, không có mục tiêu kế hoạch cho tương lai chị. Kiểu như là người ta chỉ nghĩ là hưởng thụ qua ngày hết tháng, không có trách nhiệm với mọi người, em không thích. Nói nghe nè, dạ. Nếu vậy thì bây giờ cái công việc của em á, là em cảm thấy là mình có thể đủ khả năng để mà mình cưới vợ, mình lo cho vợ. Thật ra thì em mới mở của doanh nghiệp riêng á, thì một khó khăn nó nằm phía trước. Em cũng không dám nói chắc trước là gì, nhưng mà kế hoạch em đặt ra thì em nghĩ nó cũng ổn. Nhưng mà hiện giờ là em đang ở nhà riêng của mình hay là... Không, em đang ở trọ chị. Rồi ở trọ mà mở được doanh nghiệp là hay mà. Thì đúng rồi, thì tại vì thay vì cái tiền đó đi mua nhà đó đúng thì rồi. Giờ để mở Linh ngày xưa Linh ở trọ nha, gần 15 năm ở trọ, ăn còn không có rồi nó chia lo doanh nghiệp. Dạ. Và giờ có được doanh nghiệp là hay rồi đó. Nói chung là bây giờ á, em có một cái trực giác như thế nào về người bạn gái ở bên này rào? Em nghe giọng nói và cách thì em nghĩ bạn ấy là một người khá năng động. Anh dạ. Qua coi bên mắt đàn gái rồi tưởng tượng rồi, cô gái nó mặc đồ công an vô chắc trời ơi, cho nó con trai nó xếp hàng lớp lớp luôn. Dạ. Bộ mặc đồ công an vô còn đẹp hơn nữa. Em nghe anh Linh anh nói những cái lời mà ông bướm vậy á. Em có thích cái người đàn ông của mình cũng phải biết ông bướm như vậy không? Không, anh Linh em nghĩ anh đang thật lòng á chị. Em cảm ơn anh Linh nha. Có sao nói vậy người ơi à. Ừ. Vân thấy được rồi đó, chắc phải hỏi mọi người đi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với cô chú và chị gái. Chào đại gia đình đàn gái. Kính thưa hai MC ạ, em rất thích chương trình này mà ngày nào em xem luôn ạ. Và em chính em đăng ký cho cháu ạ. Ồ, hay quá. Cảm ơn chương trình để cho hai cháu nó gặp gỡ nhau. Thế mà nếu là cái duyên thì tùy hai con. Nhưng bây giờ cô thấy nè, nhìn coi chàng trai này mình thấy an tâm hay không? Em thì em thấy cháu có vẻ chững chạc vì cũng có tuổi rồi. Bằng tuổi con rể em, mà con rể em nó đã hai đứa con rồi. Thế có điều là anh bảo anh ở Sài Gòn mà nghề của em không thể chuyển đi được. Thế vì vậy mà nếu mà anh về Biên Hòa được thì hai em mới... tìm hiểu, còn nếu không về được thì thôi. Con thì định hướng con về Biên Hòa rồi ạ. Sẽ là khi nào ạ? Sở dĩ là anh cũng nhiều tuổi rồi mà không thể chờ đợi được nữa. Hai tuần nữa con về rồi ạ. Hai tuần nữa rồi, mẹ ơi mẹ yên tâm nhá, chưa phấn khởi nhá. Thì cả nhà con, anh chị con ở Biên Hòa cũng rất là đông. Xin hỏi hơi kỹ một chút ạ. Dạ, cứ hỏi đi con. Anh về Biên Hòa thì anh ở đâu ạ? Dạ, con ở gần ngã tư Tân Phong ạ. Nhà tôi cách ngã tư Tân Phong 500m thôi ạ. Trời ơi. Cơ sở của anh thuê ở chỗ đó? Dạ vâng. Cơ sở của anh là làm gì ở đấy nhỉ? Con là làm về mảng năng lượng mặt trời với lại hồ bơi. Về gắn năng lượng mặt trời là khỏi tốn điện á cô. Nhà có mấy cái nhà thì nhà nào cũng có năng lượng mặt trời hết rồi ạ. Dạ, thế thôi xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng. Đấy, rồi sao mình đi với ai nào? Dạ em đi với lại các bạn của em. Dạ, với lại đồng nghiệp nữa. Dạ. Em tên là Hồng Hạnh và em là bạn của anh Sang. Ý nãy em có nghe bạn Yến Nhi nói thì bạn có nói là bạn không có thích về đàn ông họ trau chuốt cho lắm. Thì thật sự bạn của tụi em ế là vì như vậy. Anh rất là lo cho sự nghiệp. Và cũng nghe hai bạn nói chuyện thì thật sự em thấy giống như thằng này trời sinh một cặp và rất là có duyên và rất là khớp với nhau. Tôi thấy giờ mở rào được rồi đó. Mở rào đi. Ừ, mở rào đi. Rồi hai em cứ trò chuyện nha. Không gian này là của hai em đó. Trò chuyện để cảm nhận. Và chúng ta sẽ có vài phút, sau đó mình sẽ tiến hành bấm nút. Bắt đầu. Em có món quà nhỏ tặng. Dạ, quà em nhỏ hơn, cảm ơn anh. Rồi. Đây kìa. Dạ, anh xin phép mở coi nha. Rồi, một cái thẻ nhớ. Trong cái thẻ nhớ là một cuốn sách nói. Tên cuốn sách là Bí mật hành trình tình yêu. Ban đầu thì em định tặng anh cuốn sách, nhưng mà em nghĩ khi anh đọc sách thì cái giọng nói mà anh nghe được sẽ là giọng của anh. Còn khi anh nghe sách nói thì giọng anh nghe được sẽ là giọng của em. Wow, hay quá. Hy vọng anh thích món quà đó. Cảm ơn em. Em, Nhi mở món quà này ra đi.
Anh thì trong đó có một cái đèn ngủ và một cái con thú bầu nhỏ. Đèn này nó liên quan đến anh xíu, là anh chuyên về đèn LED. Dạ, à. Dạ. Thì cái đèn này nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Anh có nụ cười rất là tươi. Dạ. Cảm ơn em nụ cười em cũng rất là tươi. Cảm ơn anh. Đôi mắt thật đẹp. Có giống anh Quyền Linh không? Không cách giống anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh hát hay lắm á, em hát được không? Dạ hát được, hát được. Vậy thì em hát đi. Để em hát một bài tặng bạn gái, anh chị với lại khán giả ở đây. Hãy cho tôi một ngăn nhỏ trong hàng chiều gần trái tim em. Hãy cho tôi tình yêu nhỏ. Tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em. 1000 người yêu em trong đó có tôi. Còn 10 người yêu em trong đó còn tôi. Còn 2 người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại. Hay quá, hay quá, hay quá. Nào. Cái cách hát cũng giống Linh lắm á Linh. Cái phong thái giống Linh. Nay Trang hỏi xíu là anh nói là anh không có được kiên nhẫn á, thì không biết là công việc của anh có thay đổi nhiều không? Sự thiếu kiên nhẫn của anh đó là đối với con người thôi. Anh nếu mà trong công việc á, công việc anh quyết tâm rất là nhiều. Ồ, rồi anh có thiếu kiên nhẫn trong tình yêu không anh? Nếu anh thiếu kiên nhẫn thì làm sao mà 100 người mà anh ở lại tới khi còn mình anh được anh? Cái này là anh thể hiện sự quyết tâm của anh đó. Khi mà người phụ nữ mà cảm giác là tin anh, đặt niềm tin vào anh thì anh sẽ tiến tới hôn nhân. Sự là ở thời điểm hiện tại thì em chưa nghĩ nhiều hơn. Với lại em thật sự là em là người không dễ rung động lắm. Như lời bài hát của anh đó, thì cho anh một ngăn nhỏ trong trái tim em. Dạ. Rồi, kết thúc. Chúng ta hãy để tay mình nút bấm. Chúng ta phải kiểm tra lại con tim của mình xem nó thật sự rung động chưa. Nếu rung động, nếu có cảm xúc thì chúng ta bấm nút để thể hiện điều đó. Nếu không có, chúng ta không cần bấm nút. Bởi vì bấm nút là chúng ta lấy đi cơ hội của người khác. Trên sóng truyền hình có rất nhiều bạn trai đang có thể bấm nút cho cô gái, và rất nhiều bạn gái cũng sẽ bấm nút cho chàng trai. Một lần bấm nút là một lần trao duyên đi. 1 2 3. Hết thời gian. Một câu chuyện rất là dễ thương. Dễ thương đó. Nhưng có lẽ các bạn không có nợ với nhau. Xin hỏi cô gái là mình còn điều gì trăn trở mà mình không... Anh trai, em thấy anh trai rất là tốt, anh là người cầu tiến, tự lập. Nhưng mà như em nói, em chưa có sự rung động nên em chưa thể bấm. Thì cũng như anh Linh nói là mình phải nghiêm túc với cái nút đúng bấm rồi, của mình. Chính xác. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Vina Cacao gửi tặng hai bạn, mỗi bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitareri do Vina Cacao sản xuất. Vitarari xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitarari. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Cảm ơn các bạn. Dạ. Chúc các bạn thành công, may mắn trong cuộc sống. Chào hai đứa nha.